Mặc dù lực lượng cảnh sát giao thông trật tự công an thành phố Đà Nẵng đã liên tục tuần tra kiểm soát và phát hiện xử lý, thế nhưng một số thanh thiếu niên vẫn cố tình tụ tập biểu diễn, làm xiếc trên đèo Hải Vân, bất kể là sớm hay tối, khi vắng bóng của lực lượng chức năng. Hành vi này không những gây mất trật tự an toàn giao thông mà khiến cho nhiều người tham gia giao thông bất an, lo lắng. Những vụ việc mà trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp, thành phố Đà Nẵng làm rõ thời gian gần đây đang gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự gia tăng của tình trạng này. Đoạn clip này vừa được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội khi đôi nam nữ đầu trần, nẹp bô và thực hiện đổi tài ngay trên xe máy tại khúc cua Tây Áng của đèo Hải Vân. Rất nhanh chóng, danh tính của đôi trẻ đã được trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp xác định. Một tổ công tác được cử ngay ra thị trấn Lăng Cô để phối hợp cùng công an huyện Phú Lộc xác minh. Thì qua quá trình xác minh thì xác định được là phương tiện đó là ở Lăng Cô Huế và xác định được danh tính của người điều khiển phương tiện. Và qua đấu tranh thì người điều khiển đã phương tiện đã là nhận toàn bộ cái hành vi vi phạm của mình. Vụ việc đã khiến nhiều người dân rất bức xúc. Tại cơ quan công an, Thế Anh thành khẩn khai báo hành vi vi phạm. Lúc đấy thì suy nghĩ là chỉ biết làm cho vui thôi, chứ cũng chưa suy nghĩ thấu đáo đến những chuyện mà khác. Cho đến khi mà giờ mà đăng lên mạng xã hội nhiều quá rồi thì giờ mới biết là suy nghĩ là sai. Theo số liệu thống kê, từ đầu năm đến nay, trạm cảnh sát giao thông cửa ô Hòa Hiệp, thành phố Đà Nẵng đã phát hiện hơn 500 trường hợp thanh thiếu niên tụ tập sử dụng xe máy độ chế, lạng lách, đánh võng, biểu diễn gây nguy hiểm trên tuyến đường đèo Hải Vân. Cá biệt có những trường hợp không có giấy phép lái xe, không phanh, che biển số để đối phó với cơ quan công an. Tất cả những trường hợp này đều bị lực lượng cảnh sát giao thông lập biên bản tạm giữ phương tiện theo quy định. Phối hợp với các lực lượng như BK02, BC06, công an quận Liên Chiểu, công an phường Hòa Hiệp Bắc thường xuyên tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các cái trường hợp mà thanh thiếu niên tụ tập trên tuyến đèo, lạng lách, đánh võng. Đối tượng thanh thiếu niên đi lên đèo Hải Vân thì phải tập trung chú ý quan sát, đi đúng phần đường, làn đường và không có tụ tập dọc các vỉa hè, lòng lề đường là gây mất trật tự an toàn giao thông. Sau khi bị xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông trên đèo, Nguyễn Thế Anh và vợ vừa bị triệu tập vì liên quan đến vụ hỗn chiến gây trong đêm ngày 19 tháng 3. Những hành vi ngông cuồng, thiếu suy nghĩ ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông và an ninh trật tự của một bộ phận giới trẻ chắc chắn sẽ phải chịu sự nghiêm trị trước pháp luật.